Với quan niệm ăn gì bổ nấy, nhiều quý ông đã lựa chọn tinh hoàn động vật như ngọc kê, ngọc dương, tinh hoàn lợn, tinh hoàn cá tuyết để đưa vào chế độ ăn hàng ngày. Tuy nhiên, những thực phẩm này có thực sự làm tăng bản lĩnh đàn ông? Tác dụng của tinh hoàn động vật đối với sức khỏe. Tinh hoàn động vật có hàm lượng protein khá cao, khoảng 16-22% trọng lượng. Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng, khi sử dụng thức ăn chứa nhiều đạm sẽ giúp cơ thể hưng phấn hơn và sung mãn hơn. Trong tinh hoàn động vật vẫn có một ít hormone tương tự như testosterone, nội tiết tố nam mà cơ thể nam giới có thể sử dụng được. Điều này góp phần khiến nội tiết tố nam cải thiện và giúp nam giới cảm thấy khỏe hơn và ham muốn nhiều hơn. Kinh nghiệm dân gian cũng cho thấy khi nấu món ăn từ tinh hoàn động vật cùng các nguyên liệu như thuốc bắc giúp có tác dụng bổ dương, giảm đau lưng, mỏi gối, sinh lý yếu. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi, Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, hiện chưa có một công trình nghiên cứu nào về việc dùng tinh hoàn động vật giúp cải thiện sinh lực quý ông. Trong dân gian vẫn có quan niệm ăn gì bổ nấy, như ăn óc lợn thì bổ não, ăn bầu dục bổ thận, ăn tim bổ tim. Nhưng quan niệm này là không chính xác, bởi việc ăn thường xuyên với lượng nhiều một món sẽ dễ dẫn đến thừa một số axit amin có trong thực phẩm đó, nhưng lại thiếu các axit amin ở thực phẩm khác cung cấp, thậm chí kéo theo nhiều bệnh lý khác. Thận trọng khi dùng thực phẩm bổ dương. Các thực phẩm như tinh hoàn, nội tạng động vật đều có hàm lượng đạm rất lớn. Sau khi sử dụng, thực phẩm này thường khiến đạm máu trong cơ thể của các quý ông tăng cao, từ đó tăng nguy cơ gây bệnh gút. Ngoài ra, nồng độ chất béo trong nội tạng động vật chiếm từ 5-7%, trong đó chất béo bão hòa và cholesterol rất cao. Vì vậy, tiêu thụ nhiều nội tạng động vật có thể khiến mỡ trong máu tăng cao, gây hại cho tim mạch, đặc biệt ở người cao tuổi, béo phì và mắc một số bệnh rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường, tăng huyết áp, gút. Đặc biệt, cần lưu ý đến việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Nhiều cơ sở đã sử dụng tinh hoàn động vật nhập lậu. Các sản phẩm này không được bảo quản trong quá trình vận chuyển và không có tem bảo đảm chất lượng sẽ gây ra những ảnh hưởng đối với sức khỏe. Để duy trì phong độ, nam giới nên cải thiện thông qua ăn uống với chế độ dinh dưỡng khoa học, tập luyện và nghỉ ngơi hợp lý. Rất nhiều nghiên cứu đã ủng hộ việc duy trì tập luyện thể dục thể thao và khả năng sung mãn của nam giới. Khi nam giới tập luyện liên tục sẽ kích thích cơ thể, sản xuất ra testosterone. Ngoài ra, quý ông nên dành thời gian thư giãn và nghỉ ngơi, điều này giúp cho cơ thể hồi phục. Một giấc ngủ sâu có thể giải tỏa stress và giúp nam giới lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống.